khi mua tranh gỗ tại Tranh Gỗ Bùi Gia thì sẽ được hưởng dịch vụ như thế nào? Hôm nay chúng tôi đang có mặt tại thành phố Hải Phòng để cùng bảo dưỡng làm mới một cái tác phẩm mà đã treo lắp cách đây hơn một năm. Và bức tranh Tùng Hạc Diên Niên này sau 2 năm treo lắp thì ngày hôm nay chúng tôi đã xuống trực tiếp tận Hải Phòng để đánh giá về bức tranh cũng như là có cái khâu bảo trì. Thì đầu tiên là mình nhìn thấy là bức tranh vẫn còn khá là ổn định về cái mặt gỗ. Các cái cạnh khung thì có một chút cái phần là há cái mép khung thôi, không đáng kể, nó khoảng độ tầm 2 ly. Và cái thứ hai nữa là đánh giá về cái phần mặt tranh thì tranh ổn định, không có hiện tượng nứt đầu. Thêm một chút nữa đó là ở đây thì có đường qua lại ngay trước mặt nhà, cho nên là cái phần mặt tranh thì nó có một chút cái bụi. Thế nhưng mà cái phần bụi này thì nó rất đơn giản, chỉ cần là có cái dụng cụ ở trong tay thì chúng ta sẽ làm cho bức tranh sẽ mới hơn, sạch sẽ hơn và tinh tươm hơn. Tính ra là đặt tranh là thành năm thứ hai. Tính năm thì là thành 2 năm. Thế thành ra là hôm nay anh em cũng mới biết nhau. Thế nên là thôi anh em chiếc lại sau quen đấy thì tranh còn treo ở đây là em cũng còn đi đi lại lại. Vâng, cho tình cảm anh ạ nhé.